anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì mình đang có mặt ở cổng game Thiên Đường Trò Chơi với số vốn là 53M. Hôm nay mình lại tiếp tục có mặt để chia sẻ cho anh em kinh nghiệm bắt cầu tài xỉu ở trên cổng game Thiên Đường Trò Chơi này anh em nhé. Ok anh em, tay này mình sẽ đánh 50 xỉu theo cầu 11 đi anh em. Chức vừa về tài rồi này. Ok, ăn tay đầu tiên xỉu 10 năm mơ ở bên tài xỉu rồng xanh anh em nhé. Sang bên mở đến 5 11 17 14 ở đây. Mở tài anh em nhé. Còn bên tài xỉu rồng xanh xỉu 10 ở đây. 2, 4, 6, 7 tay cầu 11 rồi. Xỉu 10. Tài này mới xanh xỉu 5 mở anh em nhé. Mở đến 5 thì về xỉu 6 mất rồi anh em ạ. Trước đây thì xỉu 6 này lên xỉu 8 này. Thì đây này xỉu 6 mình sẽ đánh tiếp xỉu 10 mở xỉu đi anh em. Tài xỉu rồng xanh thì về tài 12 mà rồi anh em ạ. Vẫn là cầu 11 anh em. 2, 4, 6, 8 tay cầu 11 rồi. 12 ở đây. Lên tài 13 hoặc tài 14 nằm mở tài anh em nhé. Rồi mở đến 5 thì về tài 12 luôn rồi anh em ạ. Tài này mình sẽ thêm 5 mở tài ở bên tài xỉu rồng xanh đi anh em. 7 cầu 11 anh em ạ. Mở đến 5 về tài 12 ở đây. Tài 12 ở đây, cầu này mình sẽ bắt cầu 11 anh em nhé. Tài này mình sẽ đánh xỉu. Tài này mình sẽ đánh xỉu 8 mờ đi anh em. Tài xỉu rồng xanh ăn tài 12, 10 mờ rồi này. Ở đây tay này mình cũng sẽ đánh xỉu 5 mở xỉu anh em nhé. Ok, ăn xỉu 9 8 mở ở bên mở đề 5 rồi này. Đi anh em. Ok, ăn xỉu 9 5 mờ ở bên tài xỉu rồng xanh rồi này. Tài xỉu rồng xanh về xỉu 9 ở đây. Tài này mình sẽ đánh xuống xỉu 7 hoặc xỉu 8 mở xỉu anh em nhé. Rồi mở đến 5 thì về xỉu 9 luôn rồi anh em ạ. Không chạy cầu 11 anh em. Mở đến 5 về kép 9 ở đây. Mở tài nha.
thêm 5 mờ nữa tay ở bên mờ đây 5 đi anh em. Bên mờ đây 5 tay này chỉ sợ về xỉu 8 hoặc xỉu 7 thôi anh em ạ. Còn không khả năng cao thì vẫn sẽ về tay 13. Tay xỉu rồng xanh về tay 13 ở đây. Cầu này mình sẽ bắt cầu 21 anh em nhé. Tay này mình sẽ đánh lên tay 12 hoặc tay 11. 5 mờ đi anh em. Mờ đi 5 thì ăn tay 11, 10 mờ rồi này. Chuẩn cầu anh em ạ. Mờ đi 5 về tay 11 ở đây. Tay này thì mình sẽ đánh xỉu anh em nhé. Tay này mình sẽ đánh xỉu 5 mờ đi anh em. Rồi, tay xỉu đồng xanh với xỉu 4 mất rồi anh em ạ. Tay này mình sẽ thêm 5 mờ nữa xỉu ở bên mờ đây 5 đi anh em. Còn bên tay xỉu đồng xanh với xỉu 4 ở đây, xỉu khá là bé. Tay này mình sẽ đánh xỉu 5 mờ nha anh em. 5 mờ xỉu anh em nhé. Mờ đây 5 thì ăn xỉu 8, 5 và 10 mờ rồi này. Tay này mình sẽ thêm 2 mờ nữa xỉu ở bên tay xỉu rồng xanh đi anh em. Xỉu 4 khá là bé anh em ạ. Tiếp tục video tại đây anh em nhé. Link mình để ở mô tả video. Bye bye anh em.